trong giọng xương cánh tay, đổ vỡ dòng dọc xương cánh tay, khớp với dòng dọc, khuyết dòng dọc xương trụ, có không? Đấy, lắp vào khuyết dòng dọc. Có dòng dọc xương cánh tay, khớp với khuyết dòng dọc xương trụ, có không? Và cái cử động của nó thuộc loại khớp gì đấy? Bản thân, bản lề. Đau thuộc loại khớp, bản lề. Đây, nếu lắp vào thì ta nhìn ngoài vào thì nó thế này đây. Nếu nhìn từ bên phải vào của cái xương bên phải, bên ngoài vào thì đây, đây chính là cái dòng gì? Dòng dọc của xương trụ đang lắp vào cái khuyết dòng dọc. Xương gì? Vậy, ta bỏ cái xương quay đi rồi. À, của xương cánh tay nó lắp vào dòng dọc của xương trụ, bỏ xương bụng. Được chưa? Và hai đóng mở ra giống như là thế nào? Đóng khớp cửa, nó gọi là khớp bản lề. Và lúc anh này cử động theo kiểu bản lề thì cái khớp cánh tay quay ấy là phải phụ thuộc theo chuyển động theo, hiểu chưa? Đấy, còn cặp mặt khớp thứ ba là giữa cái gì? Vành của tròn xương quay. Đấy, mặt khớp của khớp quay trụ gần đấy, vành của tròn xương quay khớp với huyết quay xương trụ, vành của tròn xương quay khớp với huyết quay. Dạ, đấy là sơ bộ về khớp khuỷu. Như vậy, như vậy trong khớp khuỷu nó tuy nó là khớp phức hợp nhưng mà khi mà mô tả cái động tác thì chủ yếu nó là khớp nào thôi. Cái chân trụ nhá, là khớp chỉ. Còn cái khớp quay trụ gần nó phối hợp với quay trụ xa thì cho phép là sấp ngửa. Bây giờ ta đi vào các xương cẳng tay. Hai xương cẳng tay. Nào, hai xương cẳng tay thì thứ nhất là xương quay trước. Quay. Đối với xương quay ấy, cái đầu gần của nó có tạo ra những cái gì? Xương quay nó là xương dài, có đầu gần, có đầu xa, có thân này. Đầu gần, có chỏm. Xương quay. Đấy, đầu gần có chỏm. Mặt trên của chỏm vừa nói xong đấy là có hõm khớp. Khớp với chỏm con. Xương quay đây. Còn vành xung quanh chỏm thì khớp với khuyết dòng dọc. Xương trụ. À, khuyết khuyết nó quay quay đấy, đầu gần nhất là có chỏm này, với mặt trên của chỏm thì có hõm khớp với chỏm con, còn vành xung quanh chỏm thì khớp với khuyết quay. Ở dưới chỏm thì có gì? Cổ. Dưới chỏm có cổ, còn ở chỗ nối giữa cổ và thân đấy thì có lôi cổ quay. Đấy, chỗ đối giữa cổ với thân thì có lồi cổ xung quanh gân cơ nhịn đầu nó bám. Đấy, đầu gần. Về đầu xa. Đầu xa thì có cái gì? Đầu xa xung quay ấy, thì
mặt dưới của đầu xa, để này ta không nhìn thấy mặt dưới, nhưng mà nhấc nó ra khỏi đây là khối xương cổ tay nhá, đây là nhấc hơi, đây là nhìn, đây là nhìn từ trước nhưng mà hơi từ dưới đây, thì có thấy mặt dưới của đầu xa, đấy, đầu xa ngoài thì cái mặt dưới ấy, nó có cái mặt khớp, mặt khớp mình gì không? Nó nhìn ô vuông lõm, đấy, đầu xa xung quanh mặt dưới có mặt khớp hình ô vuông lõm. Để khớp với hai xương cổ tay đây. Hai trong số bốn xương hàm xương cổ tay đó là xương thuyền và xương ngực. Đấy, ở bên dưới đây là đây cả này là khối xương cổ tay thì hai xương và hàm trên đấy là thuyền ngực. Thì hai xương thuyền và ngực thì cái mặt bề mặt của nó, mặt trên của nó ấy, tạo nên một cái mặt lồi thì oval. Thì cái mặt lồi hình oval của mặt trên hai xương thuyền và ngực này này thì thích ứng với cái mặt lõm hình oval của mặt dưới đầu xa xung quanh. Được chưa? Đấy, mặt dưới đầu xa thì có mặt khớp lõm hình oval, khớp với xương thuyền và xương ngực để tạo nên cái khớp quay cổ tay. Đấy, tạo nên khớp quay cổ tay hay là khớp cổ tay. Đơn giản là chúng ta biết là cái khớp vai ấy, mặt khớp hai bên nó đều hình gì? Cầu, nó xoay trên nhau được. Thì thành thử như ở cái khớp quay cổ tay này thì thế nào? Có gấp rưỡi, nghiêng trong nghiêng ngoài, tức là dạng khép ấy, nhưng mà không xoay được. Tức là chỉ có 20 chuyển động. Thì đây là mặt dưới, còn mặt ngoài của đầu xa quay xuống thấp tạo thành cái mỏng trơn. Quay. Đấy, ngoài xuống cấp thành cái mỏm trung quay. Trong khi đó có mặt trong đây, mặt trong của đầu xa xung quay có cái khuyết để cho cái chỏm đầu dưới dùng nó lắp vào, đó là khuyết trụ xung quay. Mặt trong ấy có khuất trụ xung quanh. Thì đây là xung quanh nhá. Thì nó có ba cái ba bờ ba mặt, thì bây giờ ta xem thêm sao. Đấy, tôi chỉ nói hai cái đầu thôi. Cái đầu xa đây thì mặt dưới có mặt khớp lõm oval, khớp với mặt lồi của bạn của hai xương thuyền vườn tạo thành cái khớp cổ tay hay là quay cổ tay, khớp này có 20 chuyển động. Mặt trong của đầu xa thì có khớp trụ xung quanh, còn mặt ngoài đầu xa thì xuống thấp, cái phần xuống thấp đó là gọi là mỏm trường quay. Thế bây giờ đến cái xương trụ. Cái xương trụ ấy, đồ gần của nó có cái gì? Chỉ có mai nhô mà nó tuyệt thôi đấy. Mở lại cho chỗ. Đồ gần xương trụ ấy thì có hai cái khuyết. Khuyết thứ nhất đã nói rồi, đó là khuyết gì? Khuyết dọc dọc. Nằm giữa hai cái mỏm, cái mỏm lớn hơn phía sau và trên đây đó là mỏm kìu. Đấy, đầu gần nhớ có hai cái khuyết dòng dòng. Thì nó to nằm giữa hai cái mỏm. Mỏm phía sau to hơn đây là mỏm kìu, mỏm phía trước đây là mỏm vẹt. Đấy, đây ta đang nhìn cái xương đầu gần, xương trụ của bên phải, nhìn từ ngoài và khuyết thứ hai đầu gần đó là khuyết quay xương trụ. Khuyết thứ hai là khuyết quay xương trụ.
khớp với cái vành của xoảng quay, tạo thành khớp quay trụ gần. Và nhớ là cái đầu gần sinh trụ bao giờ to hơn, sinh trụ to hơn đầu xoảng, nó ngược với xương quay. Xương quay thì đầu gần xương quay thì nhỏ hơn đầu xoảng, đầu gần sinh trụ thì lại lớn hơn. Thế đối với đấy là đầu gần xương trụ, còn đầu xa ấy, thì nó có cái gì tròn, tròn trụ, tròn trụ nó hướng ra ngoài đây và nó khớp với khuyết trụ xung quanh. Đấy, đầu xa thì có tròn trụ hướng ra ngoài khớp với khuyết trụ xung quanh và cũng có mỏm xung quanh. À, mỏm chân phụ. Mỏm chân phụ. Nên nhớ cho là hai cái mỏm đầu xa, hai xương cẳng tay ấy, thì mỏm chân trụ với chân mỏm chân quay thì đều sờ thấy được cảm, nhưng mà cái mỏm xuống bao giờ xuống thấp hơn đó là chân quay. Khi mà nó lên bằng nhau hoặc là nó đảo ngược ấy thì là nó có chuyện gãy xương và di lệch. Thế nhớ cho là về cái thân xương quay với xương trụ thì nó có hai cái bờ đều gọi là bờ, cái bờ ngoài xương, bờ ngoài xương trụ ấy thì nó cái bờ trong xương quay ấy có cái màng là giật cốt các bạn, thì thế hai cái bờ ấy đều gọi là bờ giật cốt. Còn bây giờ đến các xương khác này, trong các xương bàn tay ấy, thì đầu tiên nó có 8 xương cổ tay. Đối với 8 xương cổ tay ấy thì xếp thành hai hàng, hàng trên có 4 xương là huyền vượt tháp, thì trong ngoài và trong huyền vượt tháp và trước tháp rồi đó. Đậu đấy không nằm trong cùng mà đây nằm trước tháp. Nhớ là trong bốn xương này thì thuyền và nguyệt thì khớp đi mặt dưới đầu xa quay tạo thành khớp quay cổ tay, không đủ hai xương. Thế hàng dưới thì có 4 xương nữa, a b cả và móc. Đến các xương đốt bàn tay thì có 5 xương đốt bàn tay. Mỗi xương đốt bàn tay nó đều là có một đầu gần, nó gọi là nền, to hơn, và đầu xa nó gọi là tròn. Và đều thuộc diện xương dài đấy. Và xa hơn nữa là xa hơn 5 xương đốt vào tay là 14 cái xương đốt ngón. Tuy nó nhỏ nhưng vẫn thuộc xếp vào loại xương dài. Đó. Tức là cứ có một chiều nó lớn hơn hai chiều kia, nhưng hơn hai lần nữa là dài rồi. Đấy, xương đốt ngón là thuộc loại xương dài đấy, mặc dù nhỏ. Cũng có nền mà ở đầu gần và trỏ ở đầu xa. Đấy là sơ bộ về cái gì, xương khớp trên. Thế để học thêm về xương khớp trên đấy, yêu cầu thế nào cho nó đủ ấy, thì
cuối cái giấy này nó có một số câu hỏi liên quan đến xương khớp ấy, chỗ và những cái câu nó cũng nằm trong cái bộ ấy, hiểu không? Câu nhiều lựa chọn đấy, có 5 lựa chọn đấy, người ta bỏ sẽ bỏ bớt một lựa chọn đi thôi, hiểu không? Câu trên nó có độ dăm 70 câu đấy nhá. Thì những kiến thức nào liên quan đến những câu hỏi ấy thì cứ làm câu hỏi là sẽ đáp lại. Bây giờ tôi đi vào.